Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chạy phần mềm PCA Column để tính toán uốn hai phương của cọc con nhồi. Đầu tiên các bạn mở phần mềm lưu file để mình bước tiếp theo là khai báo thông tin tên dự án này, cột người thiết kế, hệ đơn vị mình chọn metric, run axis các bạn có thể kiểm toán theo một phương x, theo phương y hoặc theo cả hai phương, mình chọn uốn hai phương là pi axis. Xem xét về độ mảnh, mình chọn không. Tiếp theo là nhập vào vật liệu bê tông FC30, khai báo về mặt cắt hình chữ nhật, hình tròn và một cắt khác, chọn hình tròn, đường kính là 1500. Theo về cốt thép, chọn là 24 thanh, đường kính D32. D32 ở đây tương ứng với thang 10. Bước sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tại sao biết là thang 10 là chính hoặc là đường kính D32. Tiếp tục là đến lớp phủ bê tông so với cốt thép ngang hoặc là cốt thép dọc. Cốt ngang thì có thể cốt thép vô tạo hoặc cốt thép chịu cắt. Đấy, cốt thép dọc mình chọn theo cốt thép dọc. Cover thì bằng 100mm, ấn OK. Hàm lượng thép là 1,11%. Tiếp theo khai báo tải trọng, chọn load factor. Đây mực dọc giả sử là 500, moment phương x giả sử bằng 1000, phương y bằng 3000, ấn S. Tổ hợp tiếp theo ví dụ 600, 2000 và 1500. Này các bạn nhập bao nhiêu tải trọng tùy ý nhá, ấn OK. Rồi để chạy ấn phím F5 hoặc ấn soft. Đây nó sẽ ra biểu đồ này cho bạn, các bạn có thể chọn góc bất kỳ ở đây, ví dụ chọn góc 45 độ. Đấy. Còn để xem kết quả, bảng kết quả thì ấn phím F6. Đây, ở đây nó sẽ hiện thông số quy đổi như đường kính. Ví dụ ở đây mình thang 10 D32, thang 7 D22, thang 9 là D29, thang 8 là D25. Đây là kết quả này. Số an toàn đây là 1,43 đối với tổ hợp 1, 1,824 đối với tổ hợp 2. OK, thế là kết quả với 24 thanh D32 là phù hợp. Và giờ mình sẽ chọn những bài toán là kiểm toán theo một phương. Chẳng hạn, mình thay đổi input này, chọn theo phương y. OK, giờ mình đây xem tải trọng đây của mình, đây theo phương y họ sẽ ấn ngay x theo phương x đi. Thì OK, mình ấn phím F5, bạn xem tổ hợp 1 và 2 đều nằm trong cái đường bao vật liệu đây như này, thì là nó an toàn. Bạn có thể vẫn ấn phím F6 để xem kết quả. Đây, đây hệ số an toàn 1,5 và 3,0. Như vậy nếu mà kiểm toán theo hai phương mà đạt thì một phương hiển nhiên sẽ đạt. Để các bạn copy cái ảnh này ra Excel và ấn vào phím MF trên thanh công cụ. OK. Rồi mở file Excel. Ctrl V. Đây sẽ ra một cái bảng hình ảnh đây, một cái hình kết quả cho các bạn. Ở video tới mình sẽ hướng dẫn các bạn cách số 2
bằng cách import các cái file text vào trong BCF column. Điều này sẽ làm việc tính toán sẽ nhanh hơn. Thank you.